Sư hổ thú nhất mạch có được nó hẳn là sẽ có trợ giúp không nhỏ, ít nhất thì có thể khống chế hai đại huyết mạch xung đột trong cơ thể. 1.100 nguyên tố tệ, đã có người ra giá ngay từ đầu, rất rõ ràng đồ chân quý của hồ vị xá lợi này cũng là thỉnh cầu của vị đấu giá sư làm hồ tộc đã có tác dụng. 1.200 nguyên tố tệ, giá cả bắt đầu tăng lên. Hồ vị xá lợi hẳn là rất ít khi xuất hiện, hoặc là nói trước kia đều chưa từng xuất hiện qua, giá cả đã tăng lên nhưng mà không nhanh, người tham dự cạnh tranh hiển nhiên là có chút do dự. Lão sư, ngài có biết hồ vị xá lợi không? Đường Tam chuyển âm hỏi Trương Hạo Hiền. Chưa từng nghe thấy, Trương Hạo Hiền không chút do dự trả lời. Vật này có chút kỳ lạ, thật sự là có hiệu quả sao? Trong khi tu luyện, dường như chỉ có tinh quái tộc mới có khả năng xuất hiện tâm ma, yêu quái tộc ngược lại chưa từng nghe nói là có. Dù sao tu luyện của bạn nó là huyết mạch trực tiếp tiến hóa, còn huyết mạch phản phệ, nếu huyết mạch đủ cường đại thì không tùy tiện thôn phệ các tinh huyết khác, lúc đầu cũng không có vấn đề này đi. Đồ vật này cảm giác là có chút vô dụng. Đường Tam nhắm hai mắt lại, hắn có cảm nhận khác với Trương Hạo Hiền về ba cây hồ vĩ xá lợi này. Tác dụng chân chính của nó rất có thể vượt xa lời của đấu giá sư Lam Hồ tộc giới thiệu, nếu không nó cũng không có giá khởi đầu cao như vậy. 1.800 nguyên tố tệ, giá cả đã nhanh chóng muốn gấp đôi. 2.000 nguyên tố tệ, cảm tạ quý khách số 336. Đúng vậy, Đường Tam lại lần lượt xuất thủ. Hơn nữa lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Ba cây hổ vĩ xá lợi này hắn nhất định muốn thu được. 2.100 nguyên tố tệ, đồ giá sư Lam Hồ tộc có chút khẩn trương nhìn thấy Đường Tam báo giá. Hôm qua vị khách số 336 đã thu được thí thần kiếm, có nghĩa là hắn thuộc về hổ tộc hoặc là sư tộc, không phải là hồ tộc. Nó vô cùng hy vọng ba cây hổ vĩ xá lợi này không rơi vào tay người ngoài. 2.300 nguyên tố tệ, Đường Tam lần nữa ra giá. 2.400 nguyên tố tệ, vẫn còn người ra giá. Đến mức giá này cũng chỉ có một âm thanh cạnh tranh với Đường Tam. 2.600 nguyên tố tệ, Đường Tam vẫn nhiều cố trực tiếp tăng lên 200. 2.700 nguyên tố tệ, đối phương vẫn không chịu nhường bộ. 3.000 nguyên tố tệ, Đường Tam bình tĩnh đưa ra giá tiền này. Khi con số 3.000 nguyên tố tệ xuất hiện, toàn trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Giá tiền này đã tạo lên trên kỷ lục mới ngày hôm nay. Ba cây hổ vĩ xá lợi thật sự đáng giá 3.000 nguyên tố tệ sao? Tương đương mỗi cây châm nhỏ này có sáng 1.000 nguyên tố tệ, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Người cùng với Đường Tam cạnh tranh suốt cuộc đã im lặng, không biết tiếp tục ra giá. Hiển nhiên 3.000 nguyên tố tệ đã vượt qua khả năng của người đó. 3.000 nguyên tố tệ, còn có vị khách nào muốn tiếp tục ra giá không? Đấu giá sư Lam Hồ tộc cố gắng từng người một cạnh tranh. Đáng tiếc đối với ba cây hồ vị xá lợi, giá tiền này đã là cực hạn, cuối cùng không có ai tiếp tục ra giá nữa. Lần thứ ba thành giao, trong trước mắt khi mà đánh chỉ xuống, đấu giá sư Lam Hồ tộc dường như bị rút sạch linh khí, có một chút hồn bay phách lạc. Ba cây hồ vị xá lợi được đưa xuống, đấu giá sư trên đài cũng đổi người, vẫn là Lam Hồ tộc nhưng mà tinh thần khí tức rõ ràng tốt hơn nhiều. Trong phòng đấu giá số 336, Đường Tam có một chút thở vào, đồ vật này trong tay người khác có lẽ không hữu dụng, nhưng rơi vào tay của hắn là có tác dụng thật lớn. Trương Hạo Hiên không chất vấn Đường Tam tại sao lại dùng nhiều tiền như vậy mua một món đồ như thế. Hắn lựa chọn tin tưởng vị đệ tử này, dù sao 30.000 nguyên tố tệ cũng là do Đường Tam kiếm được. Cạnh tranh tiếp tục, nhiều kỳ vật được đưa lên, Đường Tam đã ít ra dài hơn, gặp được đồ vật mình hứng thú thì sẽ để lão sư xuất thủ, giá cả hợp lý thì mua, giá cả không hợp lý thì từ bỏ, không đặc biệt chi cầu. Thời gian dần đi qua, khi mà thái dương bắt đầu ngả về phía tây thì cạnh tranh ngày hôm nay đã đến hồi kết thúc. Cả ngày đấu giá đã tiêu tốn không nhỏ tinh lực, đấu giá sư đã đổi mấy vị rồi, mà với những người đấu giá, bởi vì một mục tiêu đều chú ý đến vật đấu giá nên cũng sẽ mệt mỏi, bởi có điều mọi người đều đang chờ đợi mấy kỳ vật cuối cùng xuất hiện. Từ đấu giá linh vật ngày hôm qua có thể thấy, kỳ vật áp trục hôm nay tuyệt đối sẽ không kém, đây chính là cơ hội hiếm có. Tiếp theo sẽ đấu giá ba kiện vật cuối cùng của ngày hôm nay. Ba kiện vật này không có vật nào không phải là bảo vật. Ngay bây giờ xin mời vật đấu giá thứ ba đếm ngược. Rốt cuộc đã đến, người đấu giá vốn có chút mệt mỏi đều tỉnh táo lại, nhất là người có tài lực hùng hậu thì càng hưng phấn. Ba kiện vật đấu giá ngày hôm qua không thể nghi ngờ là vô cùng rung động. Tí hồ chi thạch, thiên dương hoa, thi quang trận bàn, trong đó thi quang trận bàn có giá thấp nhất nhưng thực tế lại có ý nghĩa lớn nhất, đã mở ra một tiền lệ chưa từng có. Như vậy ba kỳ vật cuối cùng hôm nay sẽ tốt như thế nào, mọi người ở đấy đang vô cùng mong chờ.
một cỗ xe được đẩy vào trong sân. Khi nó vừa tiến vào thì trong sân dường như bị chậm lại. Đây là vật gì? Đường Tam nhìn xuống phía dưới. Khi mà ánh mắt hắn rơi trên xe đấy thì lập tức cảm giác được suy nghĩ của mình dường như cũng trở nên chuyện chậm chạp. Mà bốn tên hùng tộc đẩy xe kia trên người đều mặc áo giáp nặng được chế tác từ kim loại đặc thù. Nhưng từ thể tích vật đồ xa có thể thấy được nó cũng không lớn. Xe đẩy đi đến giữa sân, đấu giá sư lại lùi xa một nơi khá xa. Khi nó mở miệng lần nữa thì mọi người đều cảm nhận được tình huống kỳ quái. Các vị khách quý tôn kính, kỳ vật tiếp theo phi thường kỳ lạ. Nó là một khối khoáng thạch, hẳn là thiên thạch đến từ ngoại thiên. Khi nó được phát hiện đã chứng sinh sao hiệu quả là vô cùng kỳ dị. Sau này được đưa đến tổ đình, trung quy vẫn do tổ đình cất giữ. Đã có vài vị đại yêu hoàng miện hạ nghiên cứu nó, nhưng đều không tìm ra tác dụng. Đấu giá sư Lam Hổ tộc nói rất trong và rất quãng, dường như lời nói của nó đã bị ảnh hưởng, mà vật ảnh hưởng đến nó chính là món đồ đấu giá trước mắt này. Rốt cuộc đây là vật gì mà lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngôn ngữ chậm chạp, đương nhiên không chỉ có vậy thì nàng nhìn thấy món đồ này, tất cả người đấu giá đều cảm thấy tư duy của mình bị trì hoãn. Các vị miện hạ gọi nó chính là trì hoãn trì thạch, trong phạm vi nhất định, tất cả mọi thứ bên trong đều trở lên trên đặc biệt chậm chạp. Thế nhưng tốc độ thời gian lại không bị ảnh hưởng. Chúng ta đã mời thì quang ngạc tộc đến xem xét. Thế nhưng bọn họ trưởng khống thời gian cũng không cách nào thay đổi được. Trong các kỳ vật ở tổ đình, vật này tuyệt đối là thần kỳ nhất. Nếu như không phải cách nào dò xét tình huống bên trong thì nó có lẽ là thần vật. Khi bản thể của nó bị cắt đi một phần, hiệu quả chậm chạp sẽ giảm xuống rất nhiều. Mọi người mời xem. Vừa nói, đồ giáo sư ra hiệu cho một tên hùng yêu xốc lên trên tấm vải đỏ. Vải đỏ được xốc lên, một khối khoáng thạch lớn cỡ đầu người hiện ra. Nó có màu vàng nâu, mặt ngoài thổ giáp giống như là được kết tinh tạo thành, không có ánh sáng phát ra từ bên trong, nhưng đều dùng tinh thần lực lượng đi dò xét thì sẽ cảm nhận được cỗ hắc vị. Phạm vi tác dụng không nhỏ, trong đường kính 100m đều bị hiệu quả chậm chạp ảnh hưởng. Kỳ văn chưa từng được biết đến, đây chính là danh mục nó được xếp vào, nhưng tác dụng của nó chắc chắn đã chứng minh giá trị của nó. Xếp nó vào ba kiện vật áp trục cuối cùng cũng là hoàn toàn xứng đáng. Đấu giá bắt đầu giá khởi đầu 5.000 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá là 500 nguyên tố tệ. Đấu giá sư khó khăn tuyên bố mãi quy tắc của lần đấu giá này mới xong, sau đó chậm rãi đưa tay ra hiệu, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường im lặng, không có người nào ra giá. Sở dĩ không có người nào cạnh tranh, nguyên nhân rất đơn giản, đồ vật này không rõ ràng tác dụng là gì. Đúng vậy, không biết mua nó về làm gì. 5.000 nguyên tố tệ cũng không phải con số nhỏ, dùng giá đắt như vậy mua một vật không rõ ràng tác dụng, đúng là có chút lãng phí. Ngay cả yêu hoàng cũng không nghiên cứu ra được lai lịch của nó, cũng không biết ứng dụng như thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn mạnh hơn yêu hoàng. Đồ vật này đúng là kỳ dị, nhưng cũng có một chút vô tác dụng, rất rõ ràng nó không thích hợp để chế tạo vũ khí hay là đồ vật khác, ngay cả bản thân người sử dụng cũng bị ảnh hưởng. Những tên hùng tộc kia mặc áo giáp được làm từ khối chỉ nặng mà thành nên mới miễn cưỡng ngăn cản được tác dụng của nó. Dù làm vũ khí sao, đừng đùa, đối phương tấn công người từ xa, người động tăng chậm chạp chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Chậm chạp có lẽ dưới một tình huống đặc thù sẽ có tác dụng, nhưng với điều kiện là người sử dụng không chịu ảnh hưởng mới được. Người sử dụng chịu ảnh hưởng này thì đúng là nó như thế nào đây? Thực tế kỳ vật này là tộc thì quang ngạc cũng rất có hứng thú, nhưng tộc này tương đối nghèo nên mua không được. Tô đình cũng đã để bọn họ nghiên cứu một thời gian cũng không có kết quả thì nên đã thu hồi lại. Cuối cùng, sau nhiều lần nghiên cứu, nó đã được đưa lên đấu giá kỳ vật ngày hôm nay. Trong những người đấu giá ở đây, người duy nhất có hứng thú với nó chỉ sợ là Đường Tam trong phòng 336. Lúc này hoàn toàn có thể dùng từ mắt lộ kỳ quang để hình dung trạng thái của Đường Tam. Không sai, ở vị diện này, tất cả các hoàng giả đều không nhận ra khối chỉ hoãn chi thạch này, nhưng thân từng là thần vương chủ trì thần giới, Đường Tam lại biết nó. Cái này sao lại gọi là chỉ hoãn chi thạch? Đây rõ ràng là một khối thời không đạo tiêu, thứ này căn bản vốn không nên xuất hiện trên vị diện này, nó hẳn là thuộc về thần giới, nó được dùng để dò tốc độ thời gian của các vị diện khác nhau. Ở thần giới, nó không phân biệt là chân quý, ở trong thần giới cũng không có đặc tính chậm chạp như vậy, chỉ là một dụng cụ điều chỉnh thời gian, nhưng mà ở ngoài thần giới thì lại khác, rất khó tưởng tượng nó làm sao lại đến vị diện này, nhưng khối thời không đạo tiêu này có thể tích thật lớn. Bình thường thời không đạo tiêu chỉ lớn bằng móng tay, được chế tác thành hình dạng đặc thù để đo lường thời gian, mà khối trước mắt lớn như vậy, bên trong đấu la thần giới cũng không có.
Điều này có ý nghĩa là gì? Có nghĩa là khối thời không đạo tiêu này hẳn là hình thành là nguyên bản, cũng không phải từ thần giới tạo ra, mà là hình thành trong vũ trụ, không hiểu vì sao lại rơi xuống vị diện này. Khối thời không đạo tiêu lớn như vậy đã không thể nào dùng giá trị để cân nhắc. Nói đơn giản, dù một thần giới hoàn toàn mới, mấy vạn năm cũng không dùng hết, dù để khuếch trường thần giới thêm phạm vi lớn, đối với thần giới khống chế nhiều vị diện, nó có tác dụng trọng yếu hấp thu chất dinh dưỡng. Nó rơi vào tay các đại hội yêu hoàng có lẽ là vô dụng, nhưng đồ vật này nếu vào tay Đường Tham